đoàn con xin hiệp lòng tán tạ. Dâng lên mẹ mân côi, mẹ ơi hãy đoái thương nhậm lời. Nguyện xin Chúa xót thương cho trần gian vui sống thái hòa. Xin dâng tiễn mẹ mân côi, vạn lời kinh kinh mừng mẹ rất thôi. Hay những lời kinh đơn sơ nhưng vui trọn lòng yêu mến chân thành. Xin dâng tiễn mẹ mân côi là hạt vui với hân hoan hàng xa, và cùng với những hạt thơ mẹ ơi con nguyện lần chuỗi luôn. Mẹ ơi con nguyện lần chuỗi luôn. Kính mừng Ave Maria, mẹ diễm phúc thay con một Chúa Trời. Đây muôn người muôn nơi tụng ca thánh danh mẹ tuyệt vời. Mẹ rất thánh mân côi như vầng trăng soi lối đã trời. Xin dâng tiễn mẹ mân côi, toàn lời kinh kinh mừng mẹ. Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Ave Maria, mẹ ơi giúp con được kiên trung dẫu ngàn khốn cùng. Nơi dâng chân hôm nay còn bao trái tim đang nguội lạnh. Mẹ ơi hãy chung lành thương đỡ nâng kẻ luôn tin thành. Kính mừng Ave Maria, lạy mẹ mến yêu dạy con siêng lần hạt sớm chiều. Khi u sầu đau thương khi sống vui tươi bình an, hằng tin mến vững hàng nơi trời cao mẹ luôn đỡ đàn. Xin dâng tiễn mẹ mân côi, vạn lời kinh kinh mừng mẹ rất thôi. Hay những lời kinh đơn sơ nhưng vui trọn lòng yêu mến chân thành.
làm cho ai bận lòng những khen chê. Tháng ngày về qua cuộc đời còn vất vả, để được người yêu con tránh điều phát đi. Một đời tình say mà người vẫn đổi thay. Con bận lắm cho ai bận tìm kiếm hư vinh, chốn nào lặng thinh để hồn còn nương náu. Nay những bận tâm bao vương cầu hư áo, con xin đặt vào tay Chúa những xôn xao. Để tìm về con và tìm về với Ngài, bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai. Xác hồn này chi lòng này, xin bận cùng Ngài. Bận lòng cùng Chúa con tìm được bình an, bận lòng cùng Chúa cuộc đời con tươi sáng. Chúa gọi mời, xin bận cùng Chúa. Vẫn khao khát miệt mài dựng xây bao công trình hơn nát, để lòng nặng mang là những nỗi ngổn ngang. Con bận lắm Chúa ơi bận tìm những vinh quang, muốn được nỗi nang từng ngày còn toan tính. Và rồi nhận ra sao thương mình luyên quinh, có sâu lặng nào để thấy Chúa bên trong. Để tìm về con và tìm về với Ngài, bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai. Xác hồn này chỉ lòng này, xin bận cùng Ngài. Bận lòng cùng Chúa con tìm được bình an, bận lòng cùng Chúa cuộc đời con tươi sáng. Chúa gọi mời, con đáp lời, xin bận cùng Chúa. Để tìm về con và tìm về với Ngài, bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai. Xác hồn này chỉ lòng này, xin bận cùng. Bận lòng cùng Chúa con tìm được bình an, bận lòng cùng Chúa cuộc đời con tươi sáng. Chúa gọi mời, con đáp lời, xin bận cùng Chúa. Chúa gọi mời, con đáp lời, xin bận cùng Chúa. Có nhiều khi con tự hỏi rằng
Vì sao Ngài lại thương con? Vì sao Ngài cứu chuộc con? Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yêu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhục hình. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong giò. Nhiều lúc sóng gió ngả nghiêng trôi dạt biển đời, nhiều khi con đã vô ơn, nhiều phen từ chối tình thương, lạc lối bao năm trong buồn nhớ vết tội. Ngài vẫn xót thương mong con hãy thông hối và giang tay ôm ấp chờ che. Thầy giờ trắng trong nên sáng lang vẹn tuyền. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong. Sông chiều nguyện xin Ngài dù thương ban tình yêu hồng phúc hòa trang. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Chúng ta chuẩn bị bước vào giờ kinh Mân Côi năm sự thương, và trong giờ kinh tối hôm nay xin được cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, các riêng các bệnh nhân, các tội nhân, các gia đình đang gặp khó khăn, tất cả quý ông bà và anh chị em hội viên kinh Mân Côi Thánh Đa Minh, cũng như quý vị ân nhân của hội kinh còn sống hoặc đã qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đi và từ trời tỏa ánh quang mình. Lạy Cha kẻ cơ bản, xin Ngài ngự đến, đấng ban ân huệ chiếu soi tâm hồn. Lạy đấng an ủi tuyệt vời là cách cho hiện lương của tâm hồn. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cánh lầm than, là niềm bình an trong lúc lệ rơi. Ôi sự sống chưa tràn hồng ân, xin chiếu soi ngâm tràn tâm hồn tin yêu. Nếu không có Chúa trợ phù thì còn chi thanh khiết, thì còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch bơn nhớ tôi ngồi chỗ khó khăn, Chúa cho lành thương tình. Xin muốn ăn điều cứng cỏi rơi ấm lạnh lùng, chính đúng sai lầm. Xin Chúa ban cho mọi tín hữu là những người tin cậy nơi Chúa. Chúa ơi, cho họ được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ muôn đời. Lạy
Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Trên trời chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Người thương đau giữa vườn rau, Chúa ơi sao thăm sâu, lòng con đầy quyết ngày ngày khóc than tội lỗi này. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái, thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Kìa ai đang đánh đòn người Chúa chơi với giữa trời, lòng con theo bước người là quyết hy sinh hám mình. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ ba, Đức Chúa Giêsu chịu đòi máu gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay về trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Người thế lương giữa người, người máu gai che mắt ngài, lòng con tin mến người, chịu khó khăn khi di nhung. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ bốn, Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Thầm giá cao ngất trời là Chúa tôi xin vác vào, lòng con xin với người là bước theo chân Chúa tôi. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ năm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Giờ đau thương Chúa Trời đã tắt hơi để cứu đời, lòng con xin quyết một lòng đắm bình thân sang mình. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cày. Thân lạy mẹ, chúng con còn trao Eva ở chốn khánh đầy, kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là chú bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện du. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho áng tâm quân thù, đừng giao người cho áng tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua giờ suy niệm Kinh Mân Côi năm Sự Thương, xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng con, chúc lành cho quý vị ân nhân, anh chị em hội viên Kinh Mân Côi Thánh Đa Minh, chúc lành cho quý vị các bệnh nhân cũng như các tội nhân và các cụ già. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôn vinh Thánh Gia Hình Giêsu Chí Thánh, ân thân trong tâm hình dân nhỏ mọn. Này là của ăn lương thường thiên thần, đây chính thần ngồi lời ân đau mình, để ban lương thường nuôi dưỡng nhân loại. Ôi kính lạy Thánh Thể tình yêu, Giêsu Chúa ơi, con tôn kính Chúa. Chúa yêu con trao mình mau bánh rượu, vì thương chúng con nên đành hạ mình, đem hiến dâng nuôi hồn chúng tư hèn,
tình yêu thương nào ai đã bao đền. Ôi kính lạy Chúa cả trời cao. Amen. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Và Con và Thánh Thần. Amen.